ngay sau khi hoàn thành và chuyển giao 30 container bán hàng không lợi nhuận cho Sở Công Thương, nhiều đơn vị trong Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì mô hình hỗ trợ cung ứng hàng hóa cho người dân thông qua việc kết nối tiêu thụ nông sản tại các xã phường, hợp tác xã rau sạch. Nguồn rau xanh đã đến tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý, thậm chí là miễn phí cho người dân ở những khu vực phong tỏa, cách ly. Việc làm của nhiều đơn vị công an cơ sở đã góp phần giúp người nông dân vơi bớt đi gánh nặng trong mùa dịch bệnh. Đây là đợt thu gom nông sản lần thứ tư của Công an phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê. Các loại rau xanh được bà con nông dân tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang thu hoạch, phân loại từ đêm hôm trước và sáng hôm sau thì được vận chuyển về thành phố. Qua 4 đợt, 80% rau xanh, củ quả các loại trong tổng số 30 hectare của bà con nông dân Hòa Phong được Công an phường hỗ trợ tiêu thụ. Với giá bán 10.000 đồng một bó, bà con vừa hỗ trợ giá, vừa chia sẻ khó khăn với người dân vùng cách ly, phong tỏa. Ruộng nhà tôi là lùm cốt lụa ra, ra dày, ra lon, ra muống cửa. Nếu mà không có công an hỗ trợ giúp tiêu thụ dùm ra đây thôi, chứ chứ có để rõ rời thôi, chứ đâu có thể mà thu hoạch được. Qua cái việc nắm tình hình, nhận biết thấy được cái việc tiêu thụ khó đó, cho nên là chỗ công an phường Thanh Khê Tây thì đã tổ chức cái chương trình là phủ xanh vùng vàng để vừa hỗ trợ rau cho bà con ở trong khu vực phường Thanh Khê Tây, vừa có thể giúp cho bà con ở Hòa Phong tiêu thụ được rau. Thành phố Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên việc đi lại, giao thương, buôn bán của người dân còn hạn chế. Số lượng nông sản tồn động còn khá lớn, phần thì hư hỏng, phần thì quá lứa phải nằm đồng. Từ mô hình kết nối tiêu thụ nông sản của công an các phường đã giúp người nông dân lấy lại nguồn vốn. Đây cũng là mô hình được nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố triển khai. Thì bên cạnh là sự hỗ trợ giúp đỡ của các doanh nghiệp, thì chính quyền địa phương, lực lượng công an cũng đã đứng ra để giúp dân là tiêu thụ được nông sản. Trong đó nổi bật như là rau muống, rồi các loại rau thơm, rồi tôm, cá trên địa bàn. Với hành động thiết thực của công an các đơn vị địa phương đã góp phần giúp người nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch giữa khó khăn của dịch bệnh và tránh bị thiệt hại bởi diễn biến thất thường của thời tiết, đặc biệt là mùa mưa bão sắp đến.